Tôi như mến chào quý khán thính giả. Không có chuyện xe ủi chèn lên người bà Trâm. Đó là lời phát biểu của Trung tá Nguyễn Trọng Hiền, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giang trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 7 sau khi một đoạn video quay cảnh một người phụ nữ nửa người bên dưới chiếc xe máy xúc vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày tại khu công nghiệp Cẩm Điền, Lương Điền đã gây chấn động dư luận. Theo ông Phó trưởng Công an Nguyễn Trọng Hiền, sau khi khám nghiệm hiện trường và kết quả điều tra ban đầu thì thấy rõ xe máy xúc không chèn qua người mà do xô xát bà Trâm ngã vào máy xúc. Và ông khẳng định đoạn video clip được phát tán trên mạng chỉ là dàn dựng. Trả lời phỏng vấn sau khi tỉnh lại tại bệnh viện vào sáng hôm sau, bà Lê Thị Trâm cho biết khi bà ngã xuống thì người điều khiển chiếc xe vẫn tiếp tục cho xe chạy. Theo bà thì chắc nó cũng biết thì nó cứ nói đi để nó chẹp mà. Bà cũng cho biết bà sẽ còn tin vào đâu khi chính quyền nói video clip đó là dàn dựng. Chia sẻ về sự việc này, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ của họ như sau. Như Nick Toán Chim Ưng chia sẻ, công an giỏi, chỉ cần qua hiện trường là kết luận không có chuyện xe ủi cán qua người, không cần điều tra gì hết. Tiền lương của các anh là tiền của, là mồ hôi của người dân đấy các anh công an à. Nhưng không biết lương tâm của các anh đâu rồi nhỉ? Nick Ca Giao chia sẻ như sau trên Facebook. Nếu chủ tịch tỉnh Hải Dương không làm rõ vụ việc này, trị tội đích đáng kẻ vô trách nhiệm, đền bù xứng đáng cho gia đình nạn nhân thì hai chữ nhân quyền từ cửa miệng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà Trắng cách đây vài ngày chỉ là một lời nói dối không hơn không kém. Nick Văn Đông Nguyễn chia sẻ như sau. Sự việc xảy ra rõ như ban ngày, một hành động còn ác hơn bầy thú dữ. Việt Nam có 90 triệu dân, thanh niên nam nữ hiện nay tại Việt Nam thờ ơ vô cảm trước những hành động vô nhân đạo của nhà cầm quyền. Sự việc cho xe ủi đất cán người như trên video, rồi đây 1-2 tháng sau sẽ lại mau chóng qua đi như một cơn gió thoảng, rồi chính quyền lại tiếp tục những hành động tàn bạo hơn. Đã đến lúc người dân Việt Nam phải mạnh dạn đứng lên giành lại quyền sống, quyền tự vệ, hầu mang lại một Việt Nam độc lập, tự do, nhân bản, nhân quyền và hạnh phúc. Mong thầy. Để có thêm nhận định về vụ việc này, chúng tôi đã hỏi chuyện blogger Phạm Thanh Nghiên, người cũng đã có bài viết chia sẻ về vấn đề này trên trang mạng và được nhiều người chia sẻ. Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào đến blogger Phạm Thanh Nghiên. Thưa chị, cái việc kết luận điều tra của chính quyền trong cái vụ việc này đó là không hề có cái chuyện xe ủi chèn lên người bà Trâm. Theo chị đó, như thế thì đã đủ bằng chứng để cho ông Nguyễn Trọng Hiền có cái lời phát biểu như thế hay không? Và vì sao? Thưa anh, là không riêng gì ông Nguyễn Trọng Hiền, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giang nói như vậy đâu. Thì ông Nguyễn Văn Phương, bà trưởng ban quản lý của khu công nghiệp tỉnh cũng khẳng định như đinh đóng cột rằng là làm gì có cái chuyện máy xúc chèn qua người dân. Rồi là trắng trợn hơn nữa đó, thì là chủ tịch huyện Cẩm Giang là ông Vũ Hồng Khiêm cũng nói một cách giáo hoảnh như thế, rằng đây là clip ghép. Thì đài truyền hình Hải Dương cũng đưa những luận điệu tương tự để đánh lừa dư luận và chối bỏ sự thật. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương báo cáo đến cái văn phòng Thủ tướng và đã khẳng định rằng là không xảy ra việc xe ủi đất đè lên người như một số báo mạng phản ánh. Tôi thì tôi không lạ với cái cách đối phó, có thể nói là cái chảy cái cối của chính quyền từ trung ương cho đến địa phương, rồi cả hệ thống truyền thông là đảng hùa nhau tôn vinh cái sự dối trá và che chắn cho những cái sai trái, thậm chí là cái tội ác của chế độ. Thì thực ra họ biết sự thật nằm ở chỗ nào và chỉ là cố tình cãi chảy cãi cối mà thôi. Nhưng mà có một cái điều là tôi tự hỏi là không biết là còn mấy người tin họ, nếu như mà đài truyền hình Hải Dương mà dám đăng tải toàn bộ cái video clip cảnh bà Trâm bị cán, thay vì la lối và phủ nhận cái clip đó là không có thật, là làm giả, thì điều tôi không thể hiểu là giữa một thời đại số hóa như bây giờ, mọi sự thật rõ ràng như thế, bị thâu hình rõ mồn một như vậy rồi, mà họ vẫn còn muốn để cho người dân người ta chửi và họ vẫn cứ cãi bằng được. Có người thậm chí còn thốt ra rằng là hay là họ quyết tâm ngu cho đến cùng bằng mọi giá, và chả lẽ họ không nói láo thì không sống được hay sao? Thật sự là không thể hiểu nổi. Có không ít doanh nghiệp cũng đã lên tiếng cho rằng là nông dân là những người tham lam. Cứ tưởng là doanh nghiệp nhiều tiền nên là cứ luôn đòi hỏi ăn vạ. Và các doanh nghiệp cũng cho rằng là họ là những người đã tạo ra công việc làm cho cả mấy chục, cả hàng trăm ngàn người. Cái ý kiến của chị như thế nào về cái lời phát biểu này của các doanh nghiệp? Tôi nghĩ là đó là cái cách nghĩ, cách lý luận của cái thứ doanh nghiệp rất đặc trưng của cái gọi là nền kinh tế thị trường, thòng thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa.
bản thân doanh nghiệp để tồn tại và làm ăn được trong một cái nền kinh tế chả giống ai vốn đã rất là khó khăn, và lại phải cõng theo vô số những quan chức tham lam, tham nhũng, và họ cũng là nạn nhân của sự bóc lột. Thành ra mấy chữ ăn vạ hay là đòi hỏi đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của họ rồi. Họ bị quan chức, bị cái cơ chế quan liêu và hủ hóa này bóc lột, ăn vạ, xin đẻo, làm luật. Cho nên những từ ngữ như thế thì rất là tự nhiên là khi được họ thốt ra. Nhưng mà để công bằng mà nói đấy, thì là doanh nghiệp hay là những trường hợp này, thì ở trong trường hợp này ta gọi là chủ đầu tư, chính là một nhân tố góp phần làm tăng cái số lượng dân làm trên cả nước. Bởi vì mức giá đền bù của chủ đầu tư đưa ra với người dân là quá thấp, không thể sát với thực tế, và đó chính là cái nguyên nhân chính nảy sinh ra những cái cuộc tranh chấp kéo dài. Nhiều người là thậm chí là sau khi nhận tiền đền bù là không mua nổi một góc nhà so với cái nhà cũ mà họ đã bị lấy đi, bị đền bù. Và trong khi hai bên chưa đạt được thỏa thuận về giá cả thì chính quyền cũng như là chủ đầu tư cứ vô tư tống cổ người dân ra khỏi mảnh đất mà họ sinh sống. Và nên mới xảy ra những cái chuyện đau lòng như cái trường hợp bà Trâm mà chúng ta đáng nhắc tới. Còn khi họ đã kể công rằng họ tạo ra công ăn việc làm cả mấy trăm ngàn người, thì tôi nghĩ đó cũng là cái triệu chứng của cái thứ bệnh người ta gọi đó là cái bệnh kiêu ngạo cộng sản, bệnh vơ công. Nhiều doanh nghiệp trả lương cho công nhân không xứng đáng với cái sức lao động mà họ đã bỏ ra. Và tóm lại đấy, thì trong cái nền kinh tế và cái nền chính trị chẳng giống ở đâu này, thì doanh nghiệp là đối tượng bị bóc lột của chính quyền, và người dân là đối tượng bị bóc lột của cả doanh nghiệp lẫn chính quyền. Này. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của chị. Thưa quý vị, mong muốn có được một cuộc sống bình an để lo cho gia đình và con cái là lẽ thường tình của mỗi con người trên trái đất này. Tuy ước mơ nhỏ nhoi nhưng không phải là điều đơn giản đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với những nông dân Việt Nam. Đã có nhiều ý kiến của nhiều người dân Việt Nam trong và ngoài nước do quá bức xúc trước sự vô cảm của chính quyền Việt Nam đối với sinh mạng của người dân. Mong rằng sẽ còn nhiều hơn những tiếng nói, những ý kiến được gióng lên từ khắp nơi để chính quyền Việt Nam không thể làm ngơ trước những điều tàn ác đã, đang và sẽ xảy ra ngày càng nhiều trong xã hội Việt Nam ngày nay. Và đặc biệt, để không còn như blogger Tuấn Khanh đã viết, nông dân Việt Nam mãi mãi là những người khốn khó sau cùng của đất nước. Nhân đây, Trân Như cũng xin thành thật cáo lỗi cùng quý khán thính giả về thông tin bà Trâm đã chết mà chúng tôi đã đưa vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị và mong lại được quý vị trở lại đón xem vào kỳ sau. Mến chào!